Chiều 16 tháng 3, huấn luyện viên Chutsia chính thức công bố 23 cái tên sẽ lên đường dự đô Hà Cấp vào ngày 18 tới đây. Trong đó 11 cái tên phải nói lời chia tay, gồm có Hồ Khắc Lương, Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Văn Hữu Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Đình Sơn. Đáng tiếc cho trường hợp của Văn Tùng khi anh gặp phải chấn thương thoát vị bẹn nên không thể góp mặt trong danh sách lần này. Những cầu thủ có tên trong danh sách gồm có Thủ Môn, Quang Văn Trần Đoàn Huy Hoàng, Trần Liêm Điều, hậu vệ gồm Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Võ Ất Minh Trọng, Lương Duy Cương, Giáp Tuấn Dương, Phan Tuấn Tài, Trần Văn Thắng, Bùi Xuân Thịnh, Hà Văn Phương, tiền vệ gồm có Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Ngô Sĩ Trình, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Đức Việt, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lê Quốc Nhật Nam, tiền đạo gồm có Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt. Trước đó sáng ngày 16 tháng 3, hai cầu thủ của U20 là Huỳnh Công Đến và Thanh Nhàn được gọi bổ sung. Đáng chú ý hàng tiền đạo là ba cầu thủ của U20 Việt Nam vừa đóng góp nhiều vào những chiến thắng của tuyển ở vòng chung kết U20 vừa qua. Dự kiến U23 Việt Nam sẽ có thêm hai buổi tập trước khi đến Qatar dự Hà Cup diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 3. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng bao gồm U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar.